quay trở lại với kênh của chị Bibi. Mùa hè thật là nóng phải không các em? Và nóng như vậy thì chúng ta không thể nào thiếu được những chiếc quạt điện. Vậy nên hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc quạt điện thật đơn giản nhé. Để làm chiếc quạt này thì chúng mình chuẩn bị cho chị những tờ bìa cứng. Nhớ là phải cứng nhé. Tiếp theo là dao dọc giấy, kéo, compa, màu vẽ, bút chì, cọ vẽ và các bút dạ màu, bút dạ đen. Đầu tiên, chị Bibi sẽ chấm một tâm ở chính giữa tờ giấy. Sau đó dùng compa để vẽ một đường tròn. Rồi vẫn cái tâm đó, chị sẽ vẽ tiếp một đường tròn nhưng nhỏ hơn nhé. Và lại vẽ thêm một đường tròn nho nhỏ nữa. Chị Bibi sẽ chia hình tròn này ra làm 5 phần bằng nhau. Chúng mình sẽ sử dụng thước kẻ và bút chì để chia. Và các em nhớ phải vẽ 2 nét để lát nữa chúng mình sẽ tô màu vào. Đến, chị Bibi sẽ vẽ phần thân của cái quạt, vẽ 2 đường thẳng xuống phía dưới và vẽ chân của quạt to ra như thế này nè. Rồi đến cái nút báo hiệu và các nút ấn bấm số quạt. Bây giờ chúng mình sẽ viền lại các đường mà mình vừa vẽ bằng bút dạ đen nhé. Quên mất, quạt điện thì cần phải có dây điện để cắm đúng không nào? Vậy nên là bây giờ chị sẽ vẽ bổ sung thêm một đường dây điện. Chúng mình sẽ tô màu cho cái quạt với màu sắc mà mình yêu thích nhé. Chị Bibi sẽ tô màu tím than cho phần vành của cái quạt và cả phần chân của cái quạt nữa. Đèn báo hiệu chị sẽ tô màu đỏ với phần thân quạt màu xanh dương. Các nút chỉ số quạt thì chị tô màu xanh lá cây, còn phần dây điện thì chị tô màu xanh dương. Màu cam chị sẽ tô phần chân nối với thân của quạt cho thật nổi bật và tô cả tâm quạt nữa. Và bây giờ chúng mình sẽ cắt rời phần hình tròn màu đen ở chính giữa cái quạt ra. Chị lấy một tấm bìa khác, vẽ một hình tròn, hai hình tròn và chia hình tròn này ra làm 8 phần bằng nhau. Chúng mình dùng kéo và cắt rời các phần mà chúng mình vừa chia. Chúng mình dùng tay gập nhẹ các phần màu cam lên phía trên, còn phần màu trắng thì để nguyên nhé. Bước này thì chúng mình phải thật khéo léo luồn các phần màu cam qua cái lỗ nhỏ trên tờ bìa mà chúng mình vẽ cái quạt ý.
Bây giờ chị Bibi sẽ vẽ một hình tròn khác. Nhưng các em nhớ, hình tròn này phải nhỏ hơn cái quạt mà chúng mình vừa vẽ nhé. Sau đó, chị sẽ chia hình tròn này thành 4 phần bằng nhau. Và từ đây, chị có thể vẽ được 4 cánh quạt một cách đều nhau hơn. Ra thì chúng mình sẽ tiến hành tô màu cho cánh quạt của mình thôi. Chị Bibi sẽ tô màu vàng để cái quạt của chị thật là nổi bật. Và ở giữa thì chị sẽ tô màu cam. Chị sẽ viền lại phần tâm và phần cánh quạt bằng bút dạ đen. Chúng mình có nhớ cái quạt mà ban nãy chúng mình vừa vẽ không? Bây giờ các em vẽ lại một hình tròn y hệt như vậy nhé. Chúng mình sẽ tô màu giống như chị này. Và sẽ tiến hành cắt bỏ toàn bộ những phần màu trắng. Bước này hơi lâu một chút, nhưng cố lên, chúng mình sắp xong rồi. Chị sẽ cắt các hình chữ nhật nhỏ có chiều dài 1cm và chiều rộng 0,5cm. Tiếp đến là hai hình chữ nhật dài hơn với chiều dài khoảng 2cm. Và cuối cùng là hình tròn với đường kính là 2,5cm. Bây giờ chị sẽ dán hai hình chữ nhật dài lại với nhau. Tiếp theo, chị sẽ dán phần cánh quạt với 4 phần màu cam mà chúng mình vừa luồn qua cái lỗ. Còn mặt sau thì chúng mình sẽ dán hình tròn mà chúng mình vừa cắt. Và chị sẽ lấy hai hình chữ nhật dài vừa rồi gắn lại để làm tay cầm. 5 hình chữ nhật vừa rồi mà chúng mình cắt sẽ gắn vào 5 điểm mà chị đang chỉ. Và bây giờ chúng mình chỉ cần gắn khung quạt lại thôi. Đã xong rồi. Muốn quạt chạy được thì các em sẽ xoay phần tay cầm ở phía sau quạt nhé. Các em hãy bình luận những ý tưởng thú vị của mình cho chị Bibi và các bạn cùng biết nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.